Xin chào anh chị. Em sẽ giới thiệu đến cho anh chị một căn nhà đường huyện Lộ 7 này nha anh chị. Thì căn nhà này của mình có hai mặt tiền luôn. Thì bên hông nè, có cái mặt tiền xe 2 tấn. Đó. Ở đây có rào kiên cố hết rồi anh chị. Đó, quay sơ sơ cho mọi người coi đi. Đó, căn nhà hiện tại em muốn giới thiệu đến cho anh chị căn nhà này nè. Thì cái hướng này nè anh chị. Cái hướng này thì chạy 300m tới chợ Tân Thành. Chạy chút xíu nữa, cỡ tầm 200 mấy mét nữa là tới đường tỉnh lộ 862. Thì cái hướng ngược lại, chạy cuối con đường này thì tới đường lộ 08 nha anh chị. Đó, thì hiện tại em đứng trên cái con đường này là quyện lộ 07. Quyện lộ 07 nha anh chị. Cái căn nhà muốn giới thiệu đến cho anh chị là căn nhà này nè. Căn nhà này luôn. Ở ngoài trước á, mặt tiền á, thì 12m nha anh chị. Bên hông thì mặt tiền bên hông, đi thêm ra phía hông nè. Mặt tiền bên hông á, thì cái hẻm xe 2 tấn. Đây, căn nhà này muốn giới thiệu đến cho anh chị nè. Căn nhà thì nó cũng cũ rồi anh chị, nó không được mới. Nhưng mà anh chị về có thể sơn sửa lại, mình có thể mình ở được. Từ bên đây qua tới bên kia 12m. Đó, mặt tiền ra tới phía sau luôn á anh chị. Phía sau mình còn cái mặt tiền bên hông, là cái mặt tiền phía sau đất nữa. Là tổng cộng cái căn nhà này có 3 mặt tiền luôn. Đó, thuận tiện cho anh chị có thể về làm nhà vườn ở là ok luôn á. Cái căn nhà này tổng diện tích là 668m² nha anh chị. Có 200m thổ cư. Thì cái địa chỉ này là cái địa chỉ ấp chợ xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Đó, thì căn nhà này cũng cũ rồi anh chị, đi theo em xuống đây. Thì cái mặt tiền bên hông mình dài ra tới phía sau luôn đó anh chị. Hiển thị trên sổ đàng hoàng luôn. Anh chị mua có thể mình chạy ô tô về mấy bên hông, mình để bên hông thì mình đi vô sân vườn mình cũng được. Mấy cái lô đất này anh chị, lô đất phía sau mình, bên hông hiển thị là phía sau mình rồi, hiển thị một con đường nữa. Là tổng cộng cái mảnh đất này á, hiển thị 3 mặt tiền luôn nha anh chị. Mặt tiền phía sau này hiển thị nữa nè. Thì xung quanh đây á, em không thấy màu mã gì anh chị, đất này cũng đẹp anh chị. Đây, phía sau có mặt tiền bên hông nè. Thì theo em biết á, cái mặt tiền này có thể chạy thông vô chợ Tân Thành luôn. Chỗ này thông vô chợ Tân Thành luôn. Thì ở phía sau á, thì cái mảnh này nó tớp hậu chút xíu nha anh chị. Nó hơi tớp hậu. Ở về trước thì cái mặt tiền phía trước á, thì nó 12m, phía sau nó đâu cỡ 5m đó anh chị. Nó tớp hậu vô từ từ. Anh chị có thể mua này về làm nhà vườn nghỉ dưỡng. Thì cách thành phố Hồ Chí Minh cỡ 60 tới 65 cây đó anh chị. Cách khu du lịch biển Tân Thành cỡ 4-5 cây anh chị. 4-5 cây thôi. Thì cái căn nhà của mình đó, chủ kêu bán với giá là 2 tỷ anh chị, 2 tỷ. Khu vực đây người ta cắt nhà nghỉ dưỡng quá trời. Căn nhà này thì nó cũng cũ rồi, về anh chị, ví dụ như anh chị nào mua thì về mình sửa chữa lại, mình sửa lại mình ở. Bên hông mà mình cũng còn đất nè anh chị. Rất là rộng luôn. Ta tới phía sau luôn. Đây thẳng tới phía sau luôn đó anh chị, phía sau nãy mình thông ra con đường nãy đó. Đó, thì bên hông đây anh chị, ở thành phố về anh chị đậu bao nhiêu chiếc xe hơi cũng được, bao nhiêu bạn bè về đậu bao nhiêu chiếc cũng là thoải mái luôn anh chị. Thì chủ kêu bán cái căn nhà này với giá là 2 tỷ nha. Tổng diện tích là 668 mét.
Thì khu vực đây á, người ta cắt nhà nghỉ dưỡng rất là nhiều rồi anh chị. Cách khu du lịch biển Tân Thành có tầm 5 cây số thôi, cũng không có xa. Ví dụ như anh chị đi đi xuống khu du lịch á, mình tham quan thì mình chơi thì mình có ngôi nhà thứ hai ở đây mình ghé mình nghỉ cũng cũng được anh chị. Rồi bây giờ tới đây em xin kết thúc cái video nha. Anh chị nào cần liên hệ ngay số điện thoại của em.